Thì lúc đó là chị tinh thần chị rất là suy sụp, bởi vì khi mà bác sĩ đã phán ra một cái án tử, đó chính là bị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, đã bị di căn. Thế thì lúc đó thì cũng đã chữa đến cả tiền tỷ, thuốc thì đã vào đến người rất là nhiều. Rồi lúc đó tinh thần rất là suy sụp, rồi ăn không được, ngủ không được, nói không được, thở không được, trí nhớ không được. Rồi lúc đó là chân tay là phù hết cả người lên, rồi giảm cân cỡ khoảng 10 kg. Chị tên là Ngô Thị Tuyết, sinh năm 1982. Chị quê gốc ở Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định. Chị đã vào Cần Thơ được 19 năm. Chị đang làm hiện tại là làm kế toán cho một trung tâm kiểm nghiệm thủy sản của 7 tỉnh đồng bằng. Thì lúc đó là chị tinh thần chị rất là suy sụp, bởi vì khi mà bác sĩ đã phán ra một cái án tử, đó chính là bị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, đã bị di căn. Thế thì lúc đó thì cũng đã chữa đến cả tiền tỷ, thuốc thì đã vào đến người rất là nhiều. Rồi lúc đó tinh thần rất là suy sụp, rồi ăn không được, ngủ không được, nói không được, thở không được, trí nhớ không được. Rồi lúc đó là chân tay là phù hết cả người lên, rồi giảm cân cỡ khoảng 10 kg. Thì bắt đầu mới điện ra là chia sẻ với cái bác đồng nghiệp ở ngoài Bắc á. Thì bác ấy bắt đầu, bác ấy chỉ có nói một cái điều duy nhất á, là con có đọc cái cuốn sách này không, rất là hay và kỳ diệu. Thì chị cũng đơn giản, chị nghe thế là kỳ diệu và hay, mình lúc đó mình cũng đâu có hiểu được kỳ diệu hay như thế nào. Thì lúc đó thì bảo thôi bác cứ gửi qua đường máy bay, gửi vào cho con thì chồng con lên sân bay lấy. Để mấy ngày sau thì bắt đầu mới tự dậy ngồi đọc. Ngồi đọc thì lúc đó thì đọc được mấy trang đầu á, thì thấy sao thở được. Thế đọc thở được thì bắt đầu lại thấy thấy thở được, thấy tốt thì lại bắt đầu là đọc tiếp. Đọc tiếp thì bắt đầu thấy nói chuyện được. Nói chuyện được thì bắt đầu thấy lại đọc tiếp, thì bắt đầu thấy là lại ăn được. Lúc đó nó thấy nó không ói nữa. Bắt đầu thì ăn uống được. Ăn uống được thì lúc đầu thì chỉ ăn cháo thôi. Lúc đầu chưa không ăn được cái gì hết mà thấy ăn được dần dần, ăn được cháo. Thì bắt đầu mới điện ra cho cái bác mà giới thiệu cuốn sách ấy. Thì bác ấy nói là đọc xong rồi thì để bác ấy nhờ người ở Cần Thơ đến hỗ trợ dạy luyện công. Thì hỗ trợ dạy luyện công thì lúc đầu mới biết được là có luyện công. Thì luyện công thì chạy vì trí nhớ nó đang chưa có nhớ gì hết. Dạy chỉ động tác thì chả thuộc, chả nhớ gì hết. Chỉ trước quên sau, vài ngày cũng chả nhớ tí nào động tác gì cả. Thế bạn đến 2 ngày liên tục dạy chả nhớ tí gì cả. Thế khi bạn ấy về thì bắt đầu mới tự mở điện thoại ra coi, học video trên mạng. Nhưng mà lúc đó mệt quá cũng không phải tập đủ được. Tập không nổi nấy mà 15 phút đâu. Muốn tập nhưng mà lại không tập được thì lại đọc được cuốn sách thì lại tập được. Khi mà tập được như vậy thì bắt đầu lại tích cực đọc. Tức là nó lại có cái sự thúc giục lại tích cực đọc. Thế đọc nhiều, đọc càng nhiều thì lại tập được đủ. Thì đấu sau 6 tháng thì mới tập đủ được 5 bài. Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công, nếu có thể đề cao tâm tính, chịu theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn thì sẽ được tịnh hóa thân thể. Nhờ vậy mà bệnh tật tự lùi xa. Chị Tuyết sau 6 tháng tu luyện thì thân thể cũng được tịnh hóa. Chị liên tục đi vệ sinh, có ngày đi cả 12 lần, kéo dài suốt 1 tháng. Tuy vậy nhưng người chị vẫn rất khỏe, không giống như tình trạng đau bụng đi vệ sinh thông thường. Hiện tượng này cũng gần giống với điều được mô tả trong sách Chuyện Pháp Luân. Vậy nên chị càng thêm tin tưởng mà tiếp tục đọc sách. Sau lần tịnh hóa đó, chị tăng lên được 10 kg, ăn uống ngon miệng, ngủ ngon giấc, sức khỏe của chị đã được cải thiện rõ rệt. Ngoài vấn đề sức khỏe, tu đại pháp cũng giúp chị thay đổi tâm tính rất nhiều. Trước đây thì cũng nóng tính lắm, rồi cũng hay mà ghen ghét những cái người mà họ không có làm cho mình đúng tâm ý với mình, rồi thấy trái tai gai mắt là ghen ghét người ta, rồi dẫn đến ích kỷ.
đến một ngày nào đó thì tự nhiên là mình cũng được dịu dàng hơn, mình cũng hiền lành, thiện lương hơn, thì ăn nói nó cũng nhỏ nhẹ lại. Thì bắt đầu khi mà hiểu được đạo lý đấy trong cuốn sách thì mình mới thấy được rằng vậy là những cái mà mình bị bệnh tật như vậy, những cái mà mình khổ sở như vậy trong cuộc sống hàng ngày như vậy, thì đó là cái nghiệp mà mình phải trả. Cơ quan yêu cầu đi khám cái sức khỏe để bổ sung giấy tờ cho cơ quan, thì vô tình bác sĩ nói là có khi nào mà bị khám ung thư nhầm không, mà sao bây giờ thấy không có còn tế bào ung thư nữa, đã hết rồi. Thì thế là mình bắt đầu mình thấy là càng ngày mình cứ càng thấy nó có cái phấn chấn tinh thần như vậy. Khi mà mình cứ sáng ra mình dậy sớm, mình luyện công, rồi tranh thủ đi làm, thì con cái, rồi cơm nước cho chồng con sáng chiều như vậy. Thì đến tối về thì mình tranh thủ mình đọc sách đấy, cứ đọc, càng đọc nhiều thì càng thấy là cái tinh thần trong con người mình nó rất là phấn chấn đấy. Thì nó cứ thấy thế, là bắt đầu sức khỏe nó cứ thế, nó khỏe lên dần mỗi ngày. Tôi thì thực ra thì cũng đã học môn này được 4 năm rồi. Thì thấy từ ngày mà học môn này giờ thì thấy nó không có phải dùng thương thuyết nào cả. Không có mà thấy mà rất là khỏe mạnh. Bởi vì cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh rồi thì mình cũng không có cần phải dùng thuốc. Đấy, thế thì nên là mình cứ tích cực, mình đọc sách mỗi ngày, tranh thủ thôi. Còn vẫn cứ công việc đời thường hàng ngày, đâu có mà bỏ bê công việc gia đình đâu. Đấy. Thế nên là cảm nhận được môn này tốt như thế này thì tôi cũng muốn chia sẻ cái video clip này cho nhiều người. Mà ai mà xem cái video này thì cũng nên thử tìm hiểu xem trên mạng pháp luân.org.